Chào mừng toàn thể các anh em đã quay trở lại với kênh tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y và thuốc thủy sản của đại lý thuốc thú y thủy sản Huyền Anh. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh em một cái bệnh nữa trên con gà, đấy là cái bệnh gumboro chân gà. Bệnh do virus này có cái tên khoa học của nó là binavirus, đấy, gây bệnh trực tiếp hoặc là gián tiếp qua cái đường thức ăn nước uống hoặc là cái dụng cụ phương tiện chuyên chở ở cái phương tiện chuyên chở cái vật nuôi đấy, đặc biệt là vận chuyển chuyên chở cái con gà. Ngoài ra thì cái bệnh này nó có thể lây qua đường thức ăn nước uống và cái con người đấy, con người vận chuyển hoặc là con người công nhân chẳng hạn đấy, đi cho ăn từ chuồng này sang chuồng khác hoặc là mang virus từ cái nơi này sang nơi khác thì nó con gà của mình nó cũng sẽ dễ dàng bị nhiễm cái bệnh gumboro này anh em nhé. Và khi một cái con virus gumboro này nó xâm nhiễm vào trong cơ thể của con gà đấy và nó đi vào trong cái đường ống tiêu hóa và bắt đầu nó mới xâm nhiễm vào các cái tế bào lympho của cái ống tiêu hóa của trong cái cơ thể của con gà đấy và bắt đầu nó đi vào trong các cái cơ quan khác, ví dụ như là gan, thận, lách, sau đó cuối cùng là nó sẽ đi đến cái túi Fabricius ở trên cơ thể con gà. Đây là cái cơ quan lympho, cái cơ quan mà bảo vệ cơ thể đấy. Đấy là cái túi lympho của cái con gà, đây là cái cơ quan để sinh ra các cái tế bào bảo vệ cơ thể. Đấy thì cái con virus gumboro này sẽ tấn công vào những cái cơ quan tạo miễn dịch của cơ thể và làm phá hủy cái cơ quan tạo miễn dịch, dẫn đến cái hiện tượng con gà nó sẽ bị mất cái hệ thống miễn dịch và làm cho con gà yếu dần rồi chết. Đây là cái cơ quan cực kỳ quan trọng mà cái con virus gumboro nó tấn công vào, nó làm phá hủy đi, dẫn đến cái con gà nó bị chết dần. Và có những cái con gà mà sau khi nó bị bệnh mà nó không chết ấy, không chết vì cái bệnh gumboro ấy, thì sau này nó cũng rất dễ dàng nó bị chết bởi các bệnh khác, do là nó bị phá hủy cái hệ thống miễn dịch của con gà đi và từ đó cái con gà nó rất là yếu ớt bởi môi trường bên ngoài. Có thể là có những cái tác nhân rất là đơn giản thôi, nó xâm nhiễm vào con gà cũng có thể gây chết cho con gà. Đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm. Khi mà bệnh gumboro này thì chúng sẽ có mấy cái triệu chứng như sau này. Thứ nhất là cái bệnh gumboro này nó có thời gian ủ bệnh rất là ngắn anh em ạ, nó thời gian ủ bệnh rất là ngắn, nó có khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Đấy, thời gian ủ bệnh chỉ đến 2 đến 3 ngày thôi là con gà nó có biểu hiện bị phát bệnh rồi. Và sau khi mà con gà nó có những cái biểu hiện triệu chứng đầu tiên sau 2 3 ngày ấy, thì sau 6 đến 8 giờ con gà bắt đầu ốm và biểu hiện là có những cái biểu hiện bắt đầu như là co giật này, hoặc là sốt, hoặc là tiêu chảy này, đấy là những hoặc là hoảng loạn, thì đấy là những cái triệu chứng đầu tiên sau 6 đến 8 tiếng mà con gà nó bắt đầu có biểu hiện là ủ bệnh. Đấy, biểu hiện đầu tiên sau khi ủ bệnh đấy. Đấy thì con gà nó sẽ có biểu hiện đấy. Và cái biểu hiện đầu tiên mà anh em có thể thấy đây là con gà sẽ có biểu hiện là hoảng loạn nha anh em nhé. Con gà rất là hoảng loạn. Riêng cái bệnh gumboro này, khi mà cái đàn gà nó bị nhiễm thì chúng ta sẽ thấy con gà nó rất là hoảng loạn anh em ạ. Con gà ở trong chuồng rất là hoảng loạn, nó chạy sao xác ở trong chuồng ấy đi. Đấy, chạy rất là sao xác ở trong chuồng và thỉnh thoảng có những cái tiếng động nhẹ thôi cũng làm cho cả đàn gà nó xô rất là mạnh. Đấy, ví dụ như là con chuột nó chạy qua này, con mèo nó chạy lại này, hoặc cái con gà lớn ở chuồng bên cạnh nó nhảy vào một phát này thì cả một chuồng gà nó có thể nó sao xác lên. Hoặc đơn giản là ví dụ như là cái bạt mà chắn chuồng gà thôi mà khi gió nó thổi nó đập vào cái cạnh chuồng chẳng hạn, nó vẫy vẫy thôi. Đấy thì cả một cái chuồng gà nó có thể nó rất là sao xác lên. Đấy thì đấy là một cái biểu hiện cực kỳ là đặc trưng của bệnh gumboro mà anh em có thể là căn cứ vào đó có thể nhận biết được đây có phải là bệnh gumboro hay không. Đấy là thứ nhất nhá. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là trong một đàn gà mà nếu bị bệnh gum ở trong cái độ tuổi gum nhá, con gà nó có bệnh gum, nó có tuổi gum, ví dụ như là tầm khoảng 15 đến 60 ngày tuổi là cái tuổi một cái đàn gà nó hay bị gum nhất, thì trong cái độ tuổi gum đấy thì con gà nó có biểu hiện mà cắn mổ nhau ấy, ở trong đàn ấy, con gà này cứ cắn mổ con gà kia, đấy cứ mổ loạn xạ con gà kia mà mổ liên tục đấy, mổ hết con nọ con kia thì cũng có nguy cơ là đàn này gà này là đang có nguy cơ bị bệnh gumboro đấy. Cái tiếp theo nữa là cái biểu hiện tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là cái biểu hiện mà cái con gà nó bị cái gumboro này, chúng ta sẽ thấy là cái phân nó sẽ bị tiêu chảy này. Đấy, phân dính hậu môn này, phân tiêu chảy màu trắng là một này, và có ngoài ra là phân loãng là hai này, và ngoài cái phân loãng thì chúng ta sẽ thấy là có cái biểu hiện là phân màu nâu đỏ như kiểu cà chua ấy,
và các cái phân đấy nó trộn lẫn vào với nhau, nó trộn lẫn vào với nhau như kiểu là canh trứng cà chua ấy, anh em ạ. Đấy là canh trứng cà chua, nó chỗ trắng chỗ đỏ chỗ nâu nó lởn gởn như thế, và đặc biệt là nó sẽ có rất là nhiều nước, bởi vì khi bị cái bệnh này ấy, là cái con gà nó sẽ sốt rất là cao, và khi sốt cao là sẽ là uống nước nhiều đấy, uống nước nhiều đấy, sốt cao uống nước nhiều, và cái phân nó sẽ thể hiện rất rất nhiều màu lởn nhởn khác nhau. Thì đấy là cái triệu chứng thứ hai mà anh em có thể triệu chứng thứ ba mà anh em có thể phân biệt được giữa bệnh gumboro và một số các bệnh khác mà anh em có thể phân biệt được đấy, và có thể chẩn đoán được đây có phải là bệnh gumboro hay không. Và cái con gà khi nó bị cái này ấy, là cái con gà nó sẽ sút cân nhanh, uống nước nhiều và nó thải nước ra nhiều, dẫn đến là nó lấy nước trong cơ thể nó ra, nó bù bù vào đường ruột và nó chảy ra ngoài, dẫn đến cái cơ thể nó bị mất nước và nó kiệt sức rất là nhanh, và đi lại nó run rẩy do nó sốt cao đấy. Thì đấy là những cái biểu hiện mà chúng ta có thể biết được. Và ngoài ra thì cái con gà nó tỷ lệ lây nhiễm ở trong đàn nó rất là nhanh đấy, lây nhiễm rất là nhanh. Khi mà ủ bệnh tầm khoảng 2 đến 3 ngày ấy, thì sau khoảng 3 đến 5 ngày thì đàn gà này mình nó đã có thể là có nghi nó lây nhiễm ra đến khắp đàn rồi anh em ạ. À, nó lây khắp chuồng rồi, lây rất là nhanh anh em ạ. À, và ngoài ra cái tỷ lệ chết ấy, là nó có thể là lên đến 30%, 30 đến 40% ở trong đàn, và có những cái trường hợp có thể là nếu mà nó ghép sang các bệnh khác có thể chết đến khoảng 5-70%. Đấy, nếu mà nó bị ghép sang các bệnh khác ngay lúc đấy có thể chết đến 5-70% luôn. Đấy, đấy là rất là nguy hiểm. Và thường và khi chết ấy là con gà nó cũng biểu hiện là kêu kêu rít, kêu ré lên. Đấy, kêu ré lên một cái xong rồi nó chết. Đấy. Thì đấy là những cái biểu hiện một cái con gà nó bị bệnh gumboro mà anh. Thì khi mà con gà bị bệnh gumboro chúng ta sẽ kiểm tra từ trên đầu, trên cuống họng, bắt đầu mổ rạch từ trên xuống dưới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái chân chứng nhìn ở bên ngoài chúng ta sẽ thấy là cái đầu nó hơi sưng lên một chút này. Thứ hai nữa là cái lông đầu, lông cổ nó hơi dựng lên, hơi xù, hơi dựng lên, là khi nó sốt ấy. Khi nó sốt thì chúng ta sẽ thấy lông đầu, lông cổ nó hơi dựng lên một chút và mắt nó hơi đỏ đi. Đấy, lông đầu, lông cổ nó dựng mà mắt nó hơi đỏ. Là thứ nhất. Và thứ hai nữa là chúng ta rạch cái mổ nó ra, chúng ta mổ ra rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra ở cái phần hạch cổ hai bên này, chúng xem chúng nó có bị viêm hay là xuất huyết không. Thì đối với cái bệnh này nó cũng có thể bị viêm hoặc là xuất huyết, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở lột cái da ra, lột cái da ở cái phần cơ ngực và cái cơ đùi, lột cái da ra rồi để cho nó lộ cái phần cơ ngực với cơ đùi. Thì nếu là bị cái bệnh gumboro này chúng ta sẽ thấy là ở cái phần cơ ngực ấy, chúng ta sẽ thấy phần cái cơ ngực này nó sẽ bị xuất huyết vệt 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 đó, xuất huyết thành 1-2-3 vệt hoặc là chấm chấm đỏ đó, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở cái phần cơ đùi hai bên, chúng ta lột cái da, chúng ta bộc lộ cái cơ đùi ra, bộc lộ cơ đùi hai bên ra, chúng ta sẽ thấy là có những cái điểm xuất huyết lấm chấm hoặc là xuất huyết vệt ở cơ đùi hoặc cơ lườn. Thì đấy là một trong những cái căn cứ mà chúng ta có thể nhận biết được đây có phải là bệnh gumboro hay không. Và cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra tiếp tục đến cái phần dạ dày tuyến và dạ dày cơ, thì chúng ta sẽ thấy là cái nơi tiếp xúc giữa dạ dày tuyến và dạ dày cơ là nó sẽ bị xuất huyết ở cái phần phần giữa phần tiếp xúc đấy, nó có sẽ có biểu hiện là xuất huyết vệt hoặc là ngấn 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 đấy, hoặc là chấm tùy. À, ngoài ra chúng ta sẽ thấy là cái niêm mạc ruột nó sẽ bị tăng tiết dịch lên. Đấy, niêm mạc ruột đấy, ở cái phần niêm mạc ruột nó sẽ tăng tiết dịch và nó nhiều nước hơn bình thường, ở trong ruột nó nhiều nước hơn bình thường do nó uống nước nhiều, ruột nó lõng bõng đấy. Và ngoài ra chúng ta kiểm tra cái phần lách nó cũng sẽ bị sưng lên và những có những cái vệt xuất huyết lấm chấm nhỏ ấy, ở cái phần lách ấy, đấy, xuất huyết lên đấy, xuất huyết hoặc sưng lên. Ngoài ra thì thận nó cũng bị sưng lên và tích tích có như, sưng lên và có tích rất là nhiều muối urat ở bên trong, do là bị sưng là do là cái con gà ấy, là nó sẽ bị sốt, nó uống nước nhiều, nó uống nước rất là nhiều và nó bị rối loạn cái quá trình trao đổi chất, trao đổi điện giải ấy, làm cho cái nước với cả cái muối nó sẽ tích tụ ở trong cái thận đấy, và làm cho cái sưng phù lên và nó tích muối urat ở trong thận đấy. Thì khi chúng ta mổ ra chúng ta sẽ thấy hai cái giải thận ở dọc hai 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 cái xương xương sống lưng đấy. Nó sẽ sưng gồ lên, phù lên đấy. Thì đấy cũng là một cái điểm mà anh em có thể phân biệt được đây có phải là bệnh gumboro hay không anh em nhé. Cái túi Farasius ấy, cái kiểm tra cái túi Farasius ấy, chúng ta sẽ thấy là cái túi đấy nó sẽ có biểu hiện là điểm xuất huyết, có những cái điểm xuất huyết ở bên trong cái túi pha này
Đây là một cái điểm cực kỳ là đặc trưng của cái bệnh Gumboro này. Đấy. Đấy là những cái căn cứ rất là hữu ích để chúng ta căn cứ vào đó có thể biết được đây có phải là bệnh Gumboro hay không anh em nhé. Đấy, đây có phải là bệnh Gumboro hay không. Và phòng như thế nào để hiệu quả đối với cái bệnh này thì đầu tiên chúng ta cần bước một là phun sát trùng chuồng trại bên trong bên ngoài thật sạch sẽ. Đấy, tạo cái hàng rào cách ly khu vực chăn nuôi của mình nó cách ly với cái khu vực chăn nuôi khác. Đấy, và mình làm những cái hàng rào để ngăn chặn các cái con vật ví dụ như là ruồi con chuột bọ rồi là gà qué ở những cái nơi khác nó chạy nhảy vào hoặc là chó mèo ở cái nơi khác nó chạy nhảy vào để nó làm nó phá hại và thứ hai là nó có nguy cơ nó mang mầm bệnh vào ở cái đàn gà nhà mình. Ngoài ra thì chăn nuôi chúng ta cũng cần là nghiêm ngặt là không cho người lạ vào chuồng và đối với người công nhân chăn nuôi gà thì cần là giữ vệ sinh chuồng trại bằng cách là phun sát trùng là một này, thứ hai là có cái hố vôi hố sát trùng ở cửa này trước khi ra vào là phải tẩy trùng sạch sẽ chân tay quần áo ủng những thứ đi xong bắt đầu mới vào chuồng nuôi thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh này. Và thứ hai nữa là ngoài ra chúng ta cần là rắc vôi bột vòng xung quanh chuồng trại là bên ngoài này lối đi này đấy để hạn chế. Ngoài ra thì phun chuồng định kỳ thì 2 3 ngày phun một lần ở bên ngoài đấy, còn bên trong thì có thể là lâu hơn 1 tuần chúng ta có thể phun một lần cũng được. Và ngoài ra chúng ta cần nuôi ở cái mật độ nó đảm bảo đấy, mật độ nuôi đảm bảo ấm về mùa đông thoáng về mùa hè và vòng quanh cái chuồng nuôi ấy là đảm bảo là các cái bạt che chắn các thứ là buộc rồi phải chắc chắn để tránh những cái trường hợp mà gió lùa nó phật phật làm cho cái con gà nó bị stress. Đấy, và ngoài ra rất là quan trọng đấy là chúng ta cần là chăn nuôi con gà trong cái giai đoạn từ 15 đến 60 ngày tuổi là chúng ta nên cho gà ăn theo bữa uống theo giờ để đảm bảo cho cái con gà nó mình tập cho cái con gà của mình nó rất là bạo dạn. Anh em ạ, à, khi mình cho ăn theo bữa thì con gà nó sẽ xô ra nó ăn và nó quấn người. Đấy, lúc đấy con gà nó rất là bạo dạn. Cho nên là khi mà con gà nó bạo dạn này thì nó sẽ ít bị stress hơn. Anh em ạ, tại vì bệnh Gumboro là cái bệnh nó bị ảnh hưởng cái stress rất là nhiều cho nên là khi mà mình cho ăn một cái tập tính là cho ăn theo bữa thì con gà nó rất là mạnh dạn. Đấy, và khi mà nó có vấn đề gì xảy ra nó cũng sẽ ít bị stress. Đấy, ít bị stress thì nó sẽ ít bị nổ bệnh mạnh hơn. Đấy, đây là một cái mà rất là quan trọng mà nhiều anh em có thể là kể cả là chăn nuôi chuyên nghiệp rồi anh em cũng không để ý tới. Anh em ạ, mình nhiều khi mình cứ 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 dễ dãi là mình cứ đổ cho ăn hơi thoải mái, nhiều khi cám trong trong ô trong 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 khay vẫn còn thì mình vẫn cứ đổ là nó ăn rất là thoải mái dẫn đến hiện tượng là con gà nó bị hơi bị rát, cho nên là mình cho ăn hơi đói một chút đến giờ cho ăn ấy, thì bắt đầu mình đổ vào thì con gà nó sẽ quấn người và lúc đấy nó con gà nó sẽ bạo dạn hơn mà nó ít bị stress hơn anh em ạ. Đấy nhá, đấy là mấy cái mà anh em cần làm trong quá trình chăn nuôi. Và tiếp theo nữa không thể thiếu đấy là chúng ta cần làm vaccine. Đây chúng ta cần nhỏ vaccine cho con gà ở trong cái giai đoạn tầm ví dụ như là khi mà chúng ta làm vaccine ấy, thì khi mà con gà ở giai đoạn tầm khoảng 10 ngày tuổi chúng ta có thể làm vaccine Gumboro 9 đến 10 ngày tuổi làm vaccine Gumboro trước đi đấy làm vaccine ở cái gà ở lần một ở tầm khoảng 7 đến 10 ngày tuổi nhưng mà thường ấy có nếu mà cái lịch bình thường chúng ta có thể làm lúc 19 đến 10 ngày tuổi là chúng ta làm ở lần một và làm lần hai lúc từ 21 đến 28 ngày tuổi làm lần hai. Trong một số những cái trường hợp mà cái áp lực dịch bệnh nó không quá cao thì chúng ta có thể làm một lần thôi từ lúc mà 10 ngày tuổi thôi và lần thứ hai chúng ta có thể uống kháng thể đấy hoặc là cho ăn các cái dòng nâng cao sức đề kháng cũng được. Còn đối với những cái nơi mà chăn nuôi áp lực dịch bệnh do bệnh Gumboro đã từng nổ ra a cao ấy thì mình có thể làm lại vaccine lần hai đấy anh em ạ, à, làm vaccine lần hai và chúng ta sẽ dùng để nhỏ mắt nhá, dùng cái vaccine Gumboro là nhỏ mắt thì hiệu quả nó sẽ cao nhỏ mắt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phải dùng các dòng thuốc bổ trợ để nâng cao sức đề kháng cho con gà ví dụ như là các cái dòng vitamin hoặc là metacarbon ADE đấy, các cái dòng thuốc bổ trợ để nâng cao sức đề kháng để ức chế các dòng virus để cho con gà nó khỏe hơn trong quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nhất là trong cái giai đoạn mình làm vaccine bởi vì cái lứa tuổi con gà nó bị Gumboro là cái tuổi từ 15 đến 60 ngày là cái lứa tuổi hay bị nhất và đây cũng chính là cái lứa tuổi mình làm vaccine nhiều nhất. Thì điều trị như thế nào? Thì đầu tiên đấy là khi mà bị cái bệnh này chúng ta cần cách ly tất cả cái con mà nó có nguy cơ bị bệnh ra. Thấy chúng ta thấy nó lù dù này, đầu nó lông nó dựng lên này.
Đấy, đầu lông lông đầu nó dựng lên này và bắt đầu nó hoảng loạn rồi ấy. Bắt đầu chúng ta thấy nó hoảng loạn này là chúng ta sẽ phải nhẹ nhàng chúng ta tách tất cả những cái con mà có nguy cơ hoảng loạn này ra, và những cái con mà có biểu hiện là ủ rũ hoặc là đứng run rẩy tách nó riêng hết ra một khu đi, không có là con những con đấy tự nhiên nó hoảng loạn, nó xô lên một cái thì cả đàn cũng sẽ bị xô theo, dẫn đến là cái tỷ lệ bị stress toàn đàn là rất là cao. Cho nên là cách đi là biện pháp cực kỳ quan trọng đối với cái bệnh này đấy. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên phun sát trùng toàn đàn toàn chuồng, và khi mà phun sát trùng đối với cái bệnh này chúng ta nên phun vào buổi tối nha anh em nhé. Đấy, khi phun vào tối thì chúng ta nên tắt điện khoảng tầm 5 phút đến 10 phút để cho con gà nó yên đi, bắt đầu con nào nằm ra khu nào nằm ra khu đấy rồi chúng ta bắt đầu mới phun nhẹ nhàng, phun nước từ bên trong bên ngoài bên trên bên dưới phun đi đấy. Và chúng ta nên chọn các cái dòng thuốc sát trùng nó an toàn với môi trường, ví dụ như cái nano bạc hoặc là cái iodin đấy. Đấy, một số những cái dòng thuốc phun sát trùng an toàn chúng ta có thể phun phủ lên cái khu gà nó nằm cũng được đấy, và cả bên ngoài nữa. Sau khoảng khi phun xong chúng ta bắt đầu lại bật điện lên để cho con gà nó sinh hoạt bình thường, và mình làm có thể làm hai liên tục trong vài vài lần liền như thế. Đấy thì nó sẽ hạn chế được cái mầm bệnh ở trong cái tiểu khí hậu trong chuồng nuôi đi. Và tiếp theo nữa là chúng ta cần dùng các cái dòng thuốc để điều trị đối với cái bệnh này. Thì đầu tiên là chúng ta nên tiêm lại cái kháng thể gum cho toàn đàn cho con gà. Chúng ta có thể là dùng cái kháng thể KTG của Han Vet đấy, kháng thể gum của Han Vet đấy, thì chúng ta tiêm lại cho toàn đàn. Thì cái kháng thể gum này chúng ta sẽ cộng với thuốc hạ sốt đấy. Chúng ta có thể cộng với thuốc hạ sốt và một ít kháng sinh để chống bội nhiễm để tiêm cho toàn đàn. Kết thúc live ở đây, thì chào toàn thể các anh em.